chào tất cả các bạn. Mình là Phú Minh Nhật. Sau cuộc truy tìm kho báu lần thứ nhất và lần thứ hai, mình đã tìm được viên ngọc màu xanh lá cây và màu cam. Hôm nay mình sẽ tiếp tục truy tìm kho báu. Các bạn cùng mình đi tìm kho báu nhé. Let's go. Mình sẽ sử dụng viên ngọc màu vàng để mình biến thành đôi cánh và mình sẽ bay lên cho tìm kho báu nhé. Ngọc ơi, mở ra. Mình đang mọc thêm đôi cánh như thế này. Bây giờ mình sẽ bay đi tìm kho báu thôi. Bay thôi. Bay thôi. Wow, thật là đẹp quá đi. Xin chào bạn Đại Bàng. Bạn Đại Bàng ơi, bạn có biết kho báu nằm ở đâu không? Được thôi, nhưng trước hết ngươi hãy ăn viên kẹo này đi đã, cho đỡ mệt. Được thôi, nhưng trước hết, ngươi hãy giải câu đố này của ta đi đã. Ở đây có một câu đố này. Câu đố số 1. Có một cái ổ, gà để vào 2 quả, chim để vào 3 quả, voi để vào 1 quả, rắn để vào 4 quả. Hỏi có tất cả bao nhiêu quả? À, đáp án là 9 quả trứng. Rất chính xác. Bây giờ ta sẽ cho ngươi cốc thuốc giải. Ngươi hãy uống đi. Tạm biệt. Ô, thuốc giải đây rồi. Mình sẽ uống nó. Yeah, mình đã trở thành một người bình thường rồi. Bây giờ mình sẽ đi tìm kho báu tiếp thôi. Ôi, zombie kìa. Tôi chiên 2
quả. Tôi làm vỡ hai quả. Tôi ăn hai quả. Hỏi tôi có tất cả bao nhiêu quả ban đầu? À, đáp án là hai quả trứng. Đúng rồi. Wow, mình đã trở thành một người khổng lồ rồi này. Ô, rồi nó vừa ta. Xin chào bạn, kho báu nằm ở chân tượng thánh gióng. Bạn Phương Hoàng ơi, tớ cảm ơn bạn nhé. Bạn ơi, thế bây giờ mình muốn trở lại một người bình thường như thế nào vậy? Mình sẽ tặng bạn cốc thuốc giải, bạn uống đi. Mình cảm ơn bạn Phương Hoàng nhé. Bây giờ mình sẽ uống thuốc giải. Mình sẽ đến chân đền gióng để tìm kho báu thôi. Các bạn hãy đi cùng mình nhé. Chuyện tìm kho báu vất vả của mình, cuối cùng mình đã tìm được viên ngọc màu xanh nước biển này. Các bạn nếu các bạn chưa xem phần 1 và phần 2 của series chuỗi 7 viên ngọc rồng, các bạn hãy click dưới phần mô tả và đường link phần 1 và phần 2 nhé. Series chuỗi 7 viên ngọc rồng của mình có tận 7 phần cơ, nhưng bây giờ mình mới đăng phần thứ 3 thôi mà đang có 3 viên ngọc rồng. Nếu các bạn muốn xem tiếp series chuỗi 7 viên ngọc rồng của mình, các bạn hãy like, share và subscribe hộ mình nhé. Tạm biệt các bạn.